Ok, xin chào anh em nhé. Đây mình bán con này anh em nhé. Đây. Cái này mắt bắt đầu đỏ rồi. Cái này sắp kêu rồi á. Này nó ăn cám này anh em nha. Này có anh gì ở anh ấy ở trên Bùi Gia Mập ha. Anh Đạm ở trên Bùi Gia Mập xem có bắt không nha. Bắt thì chuyển khoán nha. Khoán cho mình em chuyển cho nha. Hết thịt rồi, còn tí nữa cho nó ăn thịt cho nó ăn mấy con tép này. Tép cho nó ăn. Tép nó không máu ăn mấy đâu. Ấy tới rồi. Nó ấy lắm. Nó cắn đầu lắm. Bữa nó cắn trời ơi, cắn đầu cực kỳ luôn. Cái này mà Bùi Gia Mập xem có bắt thì mai thứ hai có gì thứ hai thứ ba gì chuyển khoản nhá. Để cái gì mình chuyển em chuyển cho. Còn không bắt thì mình sẽ bán cho người khác. Đi cho nó lấy cho nó miếng thịt ăn. Nó tép nó không máu lắm. Lâu lâu cho nó ăn ít ốc tép, còn thịt ăn thịt. Nó ăn cám nha, con này nó ăn cám. Mà cho nó ăn thịt để nó kêu, nó thấy nó mới thay lông xong nó chưa kêu. Rồi, còn con này thì con này với con này nhá. Đây. Con này tép nó ra đây. Nó thay lông với lại rụng đuôi gáy lung tung hết rồi. Cái lồng nhỏ quá. Con này của giống ở An Giang nha. Xem có lấy thì cứ chuyển khoản nha. Sáng mai chuyển khoản cho mình chuyển cho nha. Cứ để địa chỉ rồi mình chuyển cho nha. Chỗ giống là chuyển An Giang là phải qua hai chặng xe á. Đây này, con này rất đẹp nhé. Con này đẹp. Nó chưa thay lông xong thôi. Phá quá đuổi cái lung tung nha anh em, lấy về nhốt cái rồng nó to to tí nó ra cái lông lại nó đẹp nha. Nhưng có bắt về thấy cái bảo lông lá te tua mất công lắm. Này, đó hai con này đó. Này mình tắt nó ra này đó, con này đẹp. Con này đẹp lắm, con này đẹp ok luôn. Cái này lông lá hơi mướt hơn con này xù xì hết. Cái này mình thả nó. Bữa mèo vồ nó. Thả ra mèo nó cứ dí vồ mít. May chưa dí được. Mình cho cái con này nó ăn miếng thịt đi. Này chú anh Đạm bên Bùi Gia Mập này nói là bắt con này này, không biết bắt này nha, bắt thì cứ thứ hai chuyển khoản nha, để chuyển cho, chuyển tim cho. Cháu nó ăn miếng thịt này. Ây, ây da, mày cắn thịt không cắn, cắn tay. Này, nó cắn chảy máu luôn á. Con này nó dữ lắm. Cắn đau ghê. Chảy máu à. Thịt nó không ăn mà ăn tay. Bực ghê. Đừng có mổ tay nữa nha. Cho tôi ăn thịt thì đừng có mổ nữa nha. Nó mổ đau lắm mọi người. Mổ nó ghê lắm. Cái này này. Đó.
con này mới thay lông nó chưa kêu nha anh em nha. Con này đẹp lắm. Con đá đang gà nha. Rồi, ok anh em. Rồi, con này của anh Đàm hôm qua có quà điện nha. Ngại quá thì mới để lại cho con này, chứ còn mình vẫn để cho này để mùa này đi chơi này. Ngại quá anh em cùng bình phước với nhau rồi thôi để lại. Đó. Còn con này là của Dũng bên An Giang nhá. Này cắn đầu lắm này, nó ăn cám hết nha anh em nhá. Ừ, con này nữa này, hai con ở bên An Giang nhá, cho con này nó ăn tép này. Thôi còn mà mấy con nó mình để nuôi thôi, mình không bán nữa đâu. Ngại quá để chia lại cho anh em hai con, hai con này với cái con kia thôi. Này, ăn đi.